Công an yêu cầu rà soát tài sản đối với cựu chủ tịch, phó chủ tịch Bình Thuận. Bộ Công an đề nghị Bình Thuận rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp sở ngành có liên quan rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch, không cho chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu của 12 cá nhân. Cơ quan này cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi hồ sơ tài liệu liên quan 12 cá nhân và có đóng dấu xác nhận, thống kê chi tiết về Bộ Công an trước ngày 9 tháng 5. 12 cá nhân này gồm ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình, ông Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Cho, nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Lê Nam Hưng, nguyên tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, cựu phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Phạm Duy Cường, nguyên phó phòng kinh tế đất chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, ông Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc chi cục quản lý đất đai Bình Thuận, ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Phong, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, thường trực hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Thuận, Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận. Ngày 25 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với 6 trường hợp gồm Lê Tiến Phương, Xà Dương Thắng, Đỗ Ngọc Điệp, Hồ Như Hải, Lê Anh Huy, Nguyễn Xuân Phong. Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can, riêng bị can Nguyễn Xuân Phong được tại ngoại. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam với 6 bị can đang chấp hành án phạt tù gồm Nguyễn Văn Phong, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường. Hiện 6 bị can này đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận. Trong 6 bị can bị khởi tố, bắt giam ngày 25 tháng 4, có bị can Lê Huy cũng liên quan đến vụ án Tân Việt Phát 2 bị kết án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.